Cả nhà đi cất vó bắt cua nhá. Đây dụng cụ đèn đóm đây rồi. Đấy. Có một cái xô này nữa. Đây khi đi đang không có gì. Đấy. Rồi, tối mênh mông mì mụt. Mù mịt. Đấy. Đi nhá. Bây giờ thẳng ra ao trước để cất cái vó lúc chiều á. Xong đi bắt cua sao? Không, không nhìn thấy người nhưng mà vẫn nghe được. Tất cả nhìn thấy tạm tạm. Đèn thông cảm, đèn không sáng lắm. Flash nó chỉ được gần thôi. Chủ yếu là ra ngoài kia quay cái đoạn cất vó lên, xong quay đoạn đi bắt cua. Thấy con cua thì quay. Đấy. Đi tối mù mịt này. Qua cầu cẩn thận. Hãy đi ủng cẩn thận. Quay ngang chân nữa nhá. Tối quá. Đây rồi. Cái xào đây rồi. Đấy. Đang lên đang ngọn. Đấy. Buổi tối này nhẹ nhàng như đâu có cả cả chê ấy. Thôi sáng nó lại phải sáng lại đi mất. Thôi mẹ đứng đây đây. Cầm ngút xào ra. Quẩm. Không có quẩm đâu. Ôi hay là muộn quá nó ăn trong nó ăn gọi là. Nó phải đi rồi. Trời ơi. Không có nào à? Không. Nó ăn hết mồi rồi nó đi. Ừ. Ăn hết mồi nó đi rồi. Thôi. Tiếp theo, cái tiếp theo. Lại bỏ hay là để đấy. Bỏ đấy thôi. Ăn hết mà. Để muộn quá nó ăn hết đi mẹ hết. Đây, đừng có soi vào đấy. Ôi, mẹ không phải xuống tận dưới đâu. Cái xào dài mà. Ôi, hay là mình để gọi là quá. Quá. Chả có gì cả. Ôi, cái còn có cả cái miếng gì này. Ôi, tiếp theo. Xì xù à? Ờ, hay nó ăn hết. À, có khi là tối lạnh quá này. Bây giờ hờ ra hơi. Hai bó. Ờ có khả năng không có. Này lúc trưa nó ấm nó mới có nhá. Nhẹ nhàng. Hai bó không có con nào thì bó này chứ chắc có. Nó ăn xong hết thì nó đi hết rồi. Đúng rồi. Để lâu quá. Ôi được hẳn con ốc này. Còn nhét thảo được. Ừ nhỉ. Con ốc chứng tỏ là lâu quá. Đằng kia còn cái nào không nhỉ? Còn đây. Để thì chừng độ. Chứng tỏ là không, lạnh nó không vào đâu. Lạnh đấy. Chỉ còn lúc trưa này ấm chả không, vào đi gì. Đi qua nữa đi, đi qua nữa đi. Chưa, đấy, chỉ có mẹ lúc trưa ấm. Chính là ấm lại còn tốt hơn đấy. Vừa ấm còn vào. Mèo cầm đèn này quay. Chồng cất nốt ở dưới kia. Đây. Nhát, nhát như là phí. Nhưng mà không có cái gì để. Ra này xô đi Nhung. Ờ, xô đâu à? Xô ở ngoài đó. Đấy. Đó, trên đó. Thế thì ở đây đã. Cho mẹ bỏ xào với con cầm. Đây. Đây, để con kéo đằng kia đi. Để con kéo đằng kia đâu. Đâu, quay đằng kia đây nè. Khử luôn, để con đi bắt cua. Mang hẳn cái xô to như này. Tí còn bắt cua mà. À. Có rồi. Ai vừa thò tay vào rồi, thò tay vào đi. Đấy. Sáng thò tay vào đi. Nắng mưa thò tay vào bẩn tay. Tao mà rửa được tay á tao thò tắt. Nhưng rửa lại phải người rửa hộ một bên. Mấy con này là đi ăn muộn quá. Đây là thế là rút kinh nghiệm là cứ coi như là rét là tôm không vào. Khẩu quả. Ấm là vào ngay. Cái gì mà cứ tùm tùm. Ấm là vào ngay. Nó ngủ nó bay mất à? Bây giờ đáng lẽ phải đặt xuống ông rồi đi. Lâu quá. Với quả thêm cám vào hồi khi quay về. Đây là do lạnh quá nó không vào gì. Không, nó ăn thêm cám nó ra. Nó ăn thêm cám rồi. Đây, chứ bà đèn này. Nó ra, nó không bao giờ nó ở lại đâu.
Để cả đèn vượt mũi đi soi. Ui, cái gì nó ở chân mình ghê quá. Tưởng được con cá nữa. Vừa có cái gì nó tườn vào chân. Mang về hay là lại quảng khô? Không không, cái đấy bỏ rồi. Để lâu quá, để từ chiều đến giờ nó phải 3 tiếng rồi chứ. Tôm nó ăn hết cám nó ra hết rồi, bây giờ đi bắt cua nhé. Ôi, bờ này rộng quá. Bờ này rộng quá, không nhìn thấy nước, thấy cua đâu. Mèo đi dép nào đây? Thì được. Có thấy con nào không? Chưa đến nước à? Biết được. Đây là đi mò cua bắt ốc đêm. Ôi, cua chạy ở ngoài kia à? Đâu là nó cua chạy, có cua. Xoay thấy nó vàng vàng, nó mà đẹp không buồn chứ. Mãi chưa thấy con nào nhỉ? Đây, 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 đây. Xin thưa rằng một con cua nhưng bằng mắt mũi. Đây, đây, đây. Đây, có cua ngay. Thả đây. Xoay đèn flash này chỉ nhìn gần được rồi. À, đây. Xin chúc mừng anh em đã vào đây nhá. Con đây nữa. Chiu. Con đây nữa. Vào vào. Đây 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 đây. Đâu? Đây. Đâu? Đấy, ở đầu lá. Thôi thấy rằng thẳng nước đây. Có nhìn thấy đâu? À không phải. Không phải. Thấy thì đã vào rọ rồi. Nhiều con nhanh. À đây. Xin chúc mừng em to tướng này nhá. À, vào rõ. Vui quá. Ui đây nữa này. Đấy, tao đi sau thẳng bắt được con đây thôi. A à, vào dọ. A à, vào dọ. A à, vào dọ. À, nhiều quá đây này. Vui thế, vui thế. Một em nữa vào dọ. A à, cặp tay à. Chắc con đĩa đây con này. Ui nhiều này. Một em nữa. Ôi, khá được, em nhỏ khá được. Đây này, gốc, gốc, gốc này. Ấy. Chiu, một em nữa, ha ha. Một em nữa. Ôi dồi, bắt sướng thế. Đây này, đấy. Một đống rồi. Công nhận bắt bắt tối sướng đấy. Mèo nhìn thấy con nào chưa? Một con rồi. Ôi đây bắt nguyên chỗ này đã 7-8 con bắt rồi. Đi trước bắt hết rồi. Thôi thôi đi vòng đường khác đi, chỗ này hết rồi. Vòng đường kia cũng nhiều cua nhưng mà đường nó khó đi. Đây này. Đây còn con cua bé nữa này. Bé thôi tha. Ui rồi. Ừ, đây này, nhìn rõ chưa? Đây này. Đây này. Đấy. Bé cũng mắt. Cho đứa cặp lúa. Ui to tướng này. Ui đại trưởng đại cừu này. Nhìn thấy chưa? Ừ, nhiều đèn vào. Bắt luôn. Ai cặp tao. Thôi đằng này cạn nước rồi. Đi đi quay lại quay lại. Được con. Bắt sướng thế. Chỗ nào mà nó cũng như chỗ này nhỉ? Chỉ việc nhúc thôi, sướng. Từ từ thôi. Đi lên đây đi mèo ơi. Lên đây, lên đây. Mẹ đi thẳng đường đi. Thẳng đường lên đây. À. Chiến lợi phẩm đây rồi. Đấy. Ôi, đau không?
lên đây di chuyển sang ruộng khác. Ở đấy em vừa bắt hết rồi, thôi lên đây chị ơi. Đấy đi giang này. Ủa cho vào chỗ riêng à? Được. Bé Bùi. Đây. Đây đấy. Đây lên đây cho xem. Để cho vào thả vào đây. Được mấy con? Con bé. Đấy, bắt được bao nhiêu con rồi mà. Đây nữa này, con này nó bé quá rồi. Bé thôi. Còn đi em vừa tha. Thôi bỏ nó con ấy vào đây. Đừng bỏ nó, cái con này tay gì con. Di chuyển lên trên này nhá, kéo dẫm vào cái trâu. Tiếp tục nào. À đây này. Không phải rồi. Đây này, ai bắt con này chỉ cho. Đây. Tóm đi. Bắt đi, tóm đi. Tóm đi. Ai thích bắt thì bắt. Đâu? Đấy. Đây. Đâu nhỉ? Có khi nó. Đây, đây còn hai con bé này. Mẹ chưa được. Đây có hai con bé này. Mẹ tránh hai của con bắt được. Ừ, lươn. Lươn đâu? Đây. Ơ để bắt con lươn này. Nhưng làm gì có dao mà chặt. Không cần dao. Hay là gắn nước. Đâu để im lộn lên xe. Đâu nên gắn nước. Đâu? Nó đâu à? Đi đâu ra đằng này rồi. Vừa tuần tuần ở đây rồi. Thôi nó chạy mất rồi thôi. Chắc nó nằm vào đám cỏ kia. Trong đống cỏ này khó nhìn lắm. Không bắt được cua trong đống cỏ nữa. Nào. Con lên ruộng bắt cua đi, tao chú lấy chèo nào. Con đi qua đó. Cùng nhau soi nhìn thấy. Ui đây này, con này chắc chỉ đây này mẹ ơi. Đây này chạy này. Tóm đi con to đấy. Con này to tướng này. Con đi to đấy. Còn con vừa chạy. Con vừa chạy đâu nhỉ? Chạy đâu nhanh thế? Nó vừa ngoằng cái nó đã cặp tay mình. Con kia chỉ một phát là thấy nó chạy luôn rồi. Con ấy số đỏ. Ê đấy, giống cái chỗ đỏ đó. À không phải, con không kia à. Cua nhìn thoáng ở bên này. Đi sâu lại xem được con nào không. Không phải. Chắc là phải đi mấy đường khác nhau thì mới. Ven bờ thôi, cua nó cũng chỉ ở ven bờ thôi. Đây rồi. Đây này. Đây này. Ồ, đấy. Nhìn đấy. Thấy nó cứ màu là biết ngay là màu. Đây có con cua con. Con bắt tất. Bé con. Dã mà, dã nó lấy nước mà. Có phải là ăn giang đâu mà to. Có cái đèn sáng thì bắt sướng. Đây, không, quan trọng đây là phải quay cơ. Đang cầm mới quay. Đây. Ai bắt con này đây, chỉ cho. Đấy, đây. Đây. Nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, chỗ đấy, đúng rồi. Vô chạy đi. Vô nhanh thì nó không kịp cặp. Tay phải cầm đèn tay trái. Mày chạy đi. Mày. Ai xách xô còn nữa nhá. Đây. Lúa hơi rậm cho nên là không nhìn được xa. Đây, con này nữa. Ôi. Tinh thế. Nó bé không chết. Hôm nào phải đầu tư cái đèn xịn. Đi lên trên này vậy. Đèn này tối quá không ăn thua. Soi ra chỗ thằng sáng đây này. Rồi soi ra chỗ thằng sáng. Đèn kia nó tối. Thôi thắt cho chùa. Đây đây.
Ôi thôi mẹ soi đèn ý nhìn nó lóa đấy nhìn. Nhưng mà soi thấp nó xuống nó không đỡ. Thôi mỗi người soi một kiểu. Ở xa này không khó nhìn á. Động vào nó chạy biết ngay. Sống. Ôi to quá sáng ơi. Đâu? Đấy. Con nó đi mất. Đấy chỗ cái điện mẹ soi đấy. Đấy chỗ cái ánh đèn đấy. Đúng. To vậy. To thật đấy. 10 con như thế là bắt canh rồi. Không con nào chẳng nằm im. Tối này nó ra nó còn cặp lúa ấy. Hoa mắt quá không nhìn rõ được. Cái này chỉ bờ thấp nên mới dùng đèn này được. Kia rồi. Đây thôi. Ai à cặp tao á. Hàng đời sáng rồi, hàng đời sáng. Mày cho hàng cái này để ta tìm lấy nữa là ta thấy ta cần gọi. Con thì với cái tóc mái nó lờ sờ chứ mà con nào ta cần gọi. Là bắt chứ. Bắt một phát con cua này đã chạy. Nhanh thật. Buổi tối này đi lội ruộng. Ai à? Ôi lúc nãy ở cái ruộng dưới kia vồ liên tục ấy. Sao em lên trên này để cho nó dễ nhìn. Bố lội dưới này lúc nào ấy? Có nhiều không? Quá nhiều rồi, tao bắt cái bỉ nữa rồi. Thế để cái dép này đây. Đấy để đó. Hay mẹ cứ cho vào thùng đây này. À đường này bố đi rồi à? Đi đến đâu cho luôn thùng. Vâng, bây giờ thùng. Bên này đi chưa? Đây rồi. Con này lủi quá nhanh luôn. Ôi nhiều đấy. Đấy. Không được. Thì con vừa nãy như cua đá nhỉ, thò còn đi cua đá. Đấy to. 10 con đấy đã được một bát canh. Một bát canh to. Đèn tối này chỉ đi được ở những chỗ sát thôi. Những chỗ đấy lúc nào thấy thì gọi. Với cả đám nào có nước thì nó mới có. Cua này là cua to ngon là 70.000 một cân. Còn cái loại nhỏ là 50.000 một cân. Đây có con nhưng mà thôi tha. 2 con, 3 con, 3 con, 4 con. Thế thì chả phải tha cả. Nó lại còn nằm hang chảy hết cả nước. Nhưng mà bé quá. Bé rồi ra này nước canh. Bé không bắt đâu. Bé. 5 con nhìn thấy 5 con. Đấy. Đây nhá. Kia một con nhá. Bắt đâu? Bắt tớt. Lớn bùi bé mềm. Đây một con này. Đây, bắt nữa đi. Bắt chạy ra này. Chẳng có nó đục thành hang. Con này thà. Bắt cho vui. Bắt nhiều lắm. Ông bắt nhanh nhé. Ở đằng này á. Ở đằng này đầy cua bé đây. Đằng này nhiều cua bé đấy, em vừa tha cho 5 con. Lớn nó lại nằm hang. Cặp lúa. Nó làm. Ôi. Hai con, ba con. Ba con đấy chị vô đi. Tránh ra, chị có đây đi rồi. Chỗ kia con 4, chỗ kia con 5 kìa. Vô tay phải, chờ vô lại vô tay trái. Một con. Chị cứ vô trong này có hai con, chị cứ vô bừa đi. Nó nhìn thấy gì đâu. Nó chạy mất rồi. Kia một con, bên kia một con nữa. Không hay là đục nước là chạy luôn. Nó cứ đục nước là nó chạy đấy. Đây này. Đây này. Nó dã lên nước chứ có phải là mình. Đây này. Đây, con nó bắt luôn. Ủa đây toàn con tai á, cặp đây này. Không phải không? Đây Nhung ơi. Đây.
Đây chủ yếu đi bắt cua để cho nó khỏi cặp lúa thôi nhá các bác nhá, chứ không phải là để cho ăn đâu. Nước cả cũng ao mà. Thả xuống ao nó lại ra cặp lúa. Ôi giời, tao còn bắt cua đôi nhiều lắm. Đây cũng đôi này. Đây này mẹ ơi. Vồ một phát được hai con này. Cả con này nữa là ba này. Thôi định tha nhưng mà hai con này mắc tội thì thôi đành phải bắt. Lúa của nhà mình luôn. Đây là lúa của trưởng thôn. Vui một đuối phết này. Chân bùn. Lạnh, hôm nay lạnh nhỉ. Cua này à, nấu rau đay ngon lắm. Đây này. Chạy đi đâu em ơi? Đây. Đây. Cua đây. Mông này trong rét nó bùn ra cái. Thế là nó tưởng là cút tay ra rồi nó chạy thật ra. Con này mắc tội trốn. Hết chưa? Nhiều. Còn lên trên nữa hay thôi? Có, mẹ cứ ra đây. Những chỗ này nó dễ bắt. Đứng trên bờ này bắt. Ở vịnh dưới nhìn thấy cua nhưng mà chẳng muốn nổi. Cái này đang tối rồi đây. Đèn tối dần à? Ừ. Cái này nó nhanh. Mẹ không thò tay nhỉ? À. Mèo ơi, có bắt không? Đây này, cho bắt con này rồi, cho vui. Cho bắt con này có bắt không? Con này dễ lắm. Ngoài kiện có con. À không phải. Rồi ra đây con này vồ. Con này vồ thì nhưng mà nhung mà vồ thì vồ tay phải á. Vồ tay chiều. Thôi đang cầm tay kia này. Bẩn thì cua nước cãi rồi hay gì. Ôi nhiều vết đấy. Đây này. Đấy. Đây, đây, đấy. Mang mẹ tránh ra. Đấy. Đây này. Đấy. Tóm luôn. Đấy. Lại còn chạy con kia nữa. Đâu, để lại bắt. Ờ, con lươn. To hay bé? To hay bé nhưng mà phải mang xô ở đây mới bắt được. Dơ xô ra đây. Xô đây. Sự đây. Ồ, chạy hết cua. Không. Ờ, đi mất cua còn lại thôi. Không, mẹ cứ để ý. Xong rồi. Ủa, à dán ra, lươn. Lươn, vàng. Chạy con à? Dạ, bắt được một con lươn nhá, tí nữa về mời anh em xem. Đĩa gì đây, không phải. Cua mà, đây này. Ờ, con đây này, cua bắt mà. Bắt nốt đi. Thôi. Ui, đây này, con này thì không bắt được. Con này bắt nốt thì chẳng phí. Con nốt. Này không bắt. Nốt. Ủa. Con này bé lớn, bùi bé mềm. Bé. Cua này nhiều. Bắt luôn. Vâng, mẹ cứ đi được. Đây nữa này. Úi dồi ôi. À, con đơn bé xay lên cho Lào cũng được. Nhiều chứ có ít đâu. Thì bắt này. Đây. Quái phết đấy. 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 Đây nữa là nhiều con bé chứ. Đấy. Đấy. Gốc nó cặp lúa đấy. Đang đứng ở gốc lúa. Mẹ có nhìn soi anh mày xem thấy lươn không nhá. Chỉ cần nhìn thấy gọi là được. Này. Thông báo là còn có cả con đậu ở trên chân này. Xuống nhái. Em ơi. Nhái. Đi lên tiếp. Con đỉa to bằng ngón chân trái là bám vào cho đi trước đi. Lên bờ, lên bờ. Vẫn phải cấy. Cái bờ ở dưới này còn bờ nào không bố ơi? Hết bờ rồi à? À đây. Không thì mẹ cứ ở trên thôi. Ô đây cua to này. Ừ,
2 con. 3 con, 4 con. 4 con này. Đèn tối dần rồi. Một con nữa, hai con nữa. Cho vào đây, nhớ mày nhìn thấy con khác không bắt được. Không bắt được. Nhiều quá. Rút quần. Rồi, rút quần này, đủ rồi. Rồi. Tí sổng mất một con cua. Nhiều đấy. Ái già. Để nhà cho đây. Đấy. Rút bỏ. Ấy. Chỗ này không phải là khác. Nhiều chưa? Hai bữa canh chứ một bữa canh đặc quá. Thoải mái. Trong này có quá. Có cả con lươn này. Đặc quá, toàn chọc. Con lươn đâu mất rồi nhỉ? Con đấy. Đây, 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 đây. Mình bắt được cả con lươn. Ha. Ái già bá, chúng ta phải dép xuống à. Cháu sợ rắm là cái gì nó ghê chân lắm. Đi về đến nhà. Có một quân đội đi hơn. Quân đội đi bắt cua. Hello ông Khôi. Có được con gì không? Bẩn hết cả chân tay đây. Khéo cả mang cả đĩa về đây. Bẩn quá. Nhiều lắm không ạ? À được. Vâng. Ôi nhiều cua lắm đây này. Chết nào. Ôi, thấy nhiều chưa? Ôi nhỉ, được nhiều nhỉ. Đừng đùa. Đây rửa sạch đi, thả vào kia cho nó. Cả một đội quân làm thôi. Cua là con sợ. Đi rửa chân tay đã nhờ. Sống đấy. Con này là con cu bấy. Cu bấy thả. Để làm mồi cho những con chưa ăn. Ừ, nào. Đây, nào nó cũng phải ăn lẫn nhau nó mới sống được đến ngày mai. À, cua to, cua nhỏ, cua giò, cua vừa, một em lươn. Vào đây vẫn trườn. Có cả tôm nha, tôm này mấy con tôm kết vó. Tôm là mai nó ăn hết. Nếu mà cua ấy này là ăn hết. Cua to ăn cua nhỏ. Ừ. Ôi. Oh. À con lươn dịu lên muốn ra.